Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì tôi có chút thời gian rảnh đến đây quay khu công nghiệp Bảo Minh, được tọa lạc tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đó, và bây giờ tôi bắt đầu sang cổng khu công nghiệp và cái vị trí này có đèn xanh đèn đỏ, rất là thích hợp để phân chia làn đường khi công nhân tan tầm. Cái đường 10 này rất là nguy hiểm anh em ạ. Và có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm ở cái đường 10 này, anh em đi phải rất là cẩn thận nhé. Và bây giờ tôi đã bắt đầu đi vào trong khu công nghiệp rồi. Hiện tại phía bên tay trái tôi là 12 vị La Hán, chùa Tây Phương ở cái sân vận động đó, rất là đẹp. Và phía bên tay phải tôi là công ty Smartsert. Phía bên tay trái tôi là công ty Sumi, có những cơ sở ở các vị trí khác nhau. Hiện tại thì công ty Smartsert thì có cả vị trí ở Hải Hậu và Xuân Trường. Và công ty Sumi thì có tọa lạc công ty 1 ở khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Và khi tôi vào cái khu công nghiệp này, nó rất là nhỏ so với cái khu công nghiệp Đồng Văn 2 của tôi trước kia tôi làm trên Hà Nam. Nhưng có thể nói là ở đây có rất nhiều doanh nghiệp mới và vừa, và cũng lâu lâu đâu đó cũng chưa đến chục năm. Và cái khu công nghiệp này được xây dựng vào cỡ khoảng 2010. Lúc đó thì ít công ty thôi, nhưng mà hiện tại thì cũng khá khá rồi các anh em ạ. Đủ cho nhu cầu xin việc cho những bạn trẻ tuổi 18 đôi mươi. Đó, và hiện tại tôi đã đến cái ngã tư của khu công nghiệp. Ngã tư này thì phía bên trong sâu kia là làng và cũng có một vài công ty trong đó. Và tôi sẽ rẽ sang bên tay trái này xem như thế nào. Ok mọi người ơi, chỗ này thì rất nhiều công ty may này. Chỗ này thì cái cung đường này khá là đẹp. Tôi có thể thấy là cái khu công nghiệp Bảo Minh này nó rất hình thành, nó chưa lâu lắm nhưng mà được quy hoạch khá là tốt, khá là ổn định. Và cái nước sông cũng không có bị ô nhiễm gì lắm nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp ở Đồng Văn 2 Hà Nam. Tôi phải nói là cái nước sông rất cực kỳ ô nhiễm. Tôi không hiểu sao mà có thể là ở trên đó nhiều công ty về công nghiệp nặng nên là sẽ gây là ô nhiễm nhiều hơn. Và ở cái khu công nghiệp Bảo Minh này thì rất nhiều công ty dệt, công ty may này, công ty dây điện ô tô xe máy là Sumi các thứ đó thì cũng khá là ok. Và phía đằng kia thì có cũng khá nhiều công ty đó, và tôi sẽ quạt sang bên này xem có gì nào. Các bạn trẻ muốn tìm cho mình một vị trí việc làm, tìm cho mình một công việc khi mà chưa có công việc ổn định thì anh em có thể vào đây xin nhá. Ok mọi người ơi, những cái cung đường, những con đường ở đây thì rất là sạch, và phía hai bên được trồng cây xanh, hàng rào ngăn cách của công ty đều đặn. Đó thì những anh chị em mà ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, ở Hà Nam, Nam Định và Thanh Hóa hoặc là Thái Bình thì có thể tới đây làm, xin việc. Rất phù hợp vì có cái cung đường 10 sẽ gắn kết giữa các tỉnh với nhau. Và ở đây cái khu công nghiệp này thì nó không to lắm đâu anh em ạ. Nó cũng tương đối thôi, nhưng mà đã được rất là phù hợp để anh em vào làm việc. Có những doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, ở đây chủ yếu là doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật Bản, chủ yếu như thế. Và cái doanh nghiệp truyền thống là dệt may là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp liên doanh đầu tư nước ngoài. Như bạn có thể thấy là ở đây thì có rất nhiều gờ giảm tốc, anh em có nhu cầu xin việc thì cũng đi từ từ thôi nha. Ok mọi người, vào đây tôi đến chỗ này có một cái đền và thờ, có thể thờ 12 vị La Hán chùa Tây Phương thì phải, được đúc bằng đá rất là điêu luyện, và từng cái khối đá nguyên khối anh em ạ. Có thể những anh em nào mà biết được cái khu công nghiệp Bảo Minh này thì sẽ thấy là cũng khá thú vị, mặc dù khu công nghiệp không to lắm. Đó, và tôi sẽ đi sang bên này xem có gì nào. Rất nhiều doanh nghiệp cần các bạn trẻ
Các bạn có tay nghề thì hãy tới đây xin việc nhé. Tôi đi sang đây thì phía bên tay phải tôi rất nhiều cây ATM của các ngân hàng, các bạn có thể tới rút tiền. Đó, và đây tôi đi sang chỗ này thì có một vài công ty là nhà máy nước ở đây cung cấp cho toàn khu công nghiệp. Tiếp theo đến là sẽ có ký túc xá dành cho công nhân, thì anh em nào mà tới đây xin việc thì yên tâm là có cái chỗ ở cho anh em nhé, và anh em đăng ký thì sẽ ok. Mình muốn quay cái video clip này để gửi đến anh em, gửi đến mọi người là khu công nghiệp Bảo Minh nó như thế nào. Thì nếu như mà anh em nào chưa biết thì có thể nhìn trên video clip của tôi giới thiệu chia sẻ chi tiết đến mọi người. Và đây là cái hàng tre khóm trúc được trồng thẳng tắp, nó vẫn giữ được cái nét truyền thống anh em ạ, công nghiệp nhưng mà vẫn truyền thống. Tôi rất thích là đi trong khu công nghiệp và có những cái cung đường đẹp như thế này. Thật sự thì ngày xưa mình đi ở trên Hà Lam thì cũng thỉnh thoảng đi chơi anh em, một hồi đấy nó chưa Covid. Và phía bên tay phải tôi hiện tại đang là nơi ký túc xá cho các anh chị em công nhân. Đấy, anh chị em công nhân thì không phải lo nghĩ về chỗ ở nhiều nhá. Hiện tại ban quản lý khu công nghiệp đã trang thiết bị cho anh em yên tâm về nơi ăn chốn ở, yên tâm về làm việc. Quan trọng anh em có sức làm hay không và tìm công việc nào, công ty nào phù hợp với anh em nhé. Và anh em nào có tay nghề thì yên tâm rồi. Đó, thì chỗ này thì là một cái khúc cua. Tôi đi Exeter thì tôi cũng cua khá là nhiều rồi, nhưng mà chỗ này quá nhiều gờ giảm tốc. Cơ bản ở khu nghiệp Bảo Minh thì đó là những cái công ty dệt may là chính anh em nhé. Rất nhiều công ty dệt ở đây và công ty may mặc và một số công ty khác nữa thì cũng được tọa lạc tại đây. Và anh em thấy cái chỗ nào, công ty nào phù hợp, vị trí nào phù hợp thì lên vào xin việc nhé. Thì hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho những anh em, anh chị em nào chưa biết tới khu công nghiệp này thì có thể xem trên hình ảnh của tôi để tới xin việc, và bên tuyển dụng sẽ tuyển dụng các bạn khi anh em mới tốt nghiệp xong trung học phổ thông hoặc là học hết cấp 2 thì vẫn nên ứng tuyển vào đây làm, đôi khi làm cho biết cái việc công nhân nó như thế nào. Nhưng việc công nhân cũng không hề đơn giản đâu anh em nhá. Thực tế thì làm nó vẫn có những cái áp lực riêng của công ty mà bên trên đặt ra và bên dưới phải thi hành. Ok mọi người ơi, bây giờ tôi bắt đầu đi ra đường chính diện của khu công nghiệp. Tôi đã đi được tương đối là một vòng rồi, phía trong sâu kia thì tôi cũng để tương đối thôi. Đó, thì khu công nghiệp này không lớn lắm, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, tôi phải nói là như thế. Nhưng số lượng công nhân thì chắc là cũng mỗi công ty cũng hàng nghìn người, 2.000 người thì cũng phù hợp với mọi người ở gần thì đỡ phải đi làm xa. Chia sẻ với anh em, chia sẻ mọi người đến đây xin việc nhá. Đó, khu công nghiệp Bảo Minh thì tầm soát là chỉ có thế thôi anh em ạ. Vòng ở chỗ đằng kia thì có thêm độ 5-7 công ty nữa thôi. Ở đây công ty Sumi đây. Sumi này, công ty này bé hơn công ty Hà Nam, bé hơn anh em ạ. Đó, thì đi một đoạn thì tôi đã thấy là tới đây là tới cổng khu công nghiệp rồi. Như vậy là tôi đã đi hết một vòng khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ok mọi người, và video clip này tôi rất muốn chia sẻ cái khu công nghiệp này như thế nào. Tôi quay video clip này gửi đến anh em, gửi đến mọi người. Nếu có nhu cầu xin việc thì hãy tới đây ứng tuyển, xin cho mình một công việc nhá anh em. Ok mọi người, chào các bạn. Chúc các bạn có xin được công việc vừa ý. Và đón xem những video clip tiếp theo của tôi nhá. Chào các bạn.